lập ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 toàn quốc. Bộ Y tế ngày 24 tháng 6 thành lập ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 toàn quốc nhằm tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và tiến hành tiêm chủng an toàn. Ban chỉ đạo do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long làm trưởng ban, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản làm phó trưởng ban. Ban chỉ đạo gồm 5 tiểu ban gồm tiểu ban tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vaccine, tiểu ban tiêm chủng, tiểu ban an toàn tiêm chủng, tiểu ban giám sát chất lượng vaccine, tiểu ban ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và truyền thông, văn phòng thường trực thuộc ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc. Các tiểu ban chủ yếu giám sát chất lượng vaccine từ khi tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản cho đến triển khai tiêm chủng tại các địa điểm tiêm trên toàn quốc, xây dựng các hướng dẫn về tiêm chủng, xử trí cấp cứu đối với sự cố bất lợi sau tiêm chủng, đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ ngành liên quan như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 lớn nhất lịch sử với 150 triệu liều vaccine. Bộ Y tế đã làm việc với Bộ Quốc phòng để rà soát và thống nhất việc xây dựng các kho bảo quản vaccine tại 7 quân khu, quân đoàn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.